mày quá. Bong mất rồi. Bong mất rồi anh em ạ. Nhưng mà vẫn được. Wow. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với TV. Hôm nay anh em mình quyết định đi sinh tồn bằng vũ khí tự chế mọi người ạ. Đây là một cái súng bắn cá nha mọi người nhé. Quả súng bắn cá đều nhất trong các loại đều. Tên cũng đều gần gãy rồi này. Đó, nhưng mà cá thì dễ bắn lắm. Cái này của em thì gọi là ná thun bắn cá. Được bắn được không? Cái này bắn. Buộc lại bắn đẳng cấp luôn. Vâng, được, buộc lại. Bây giờ anh em mình sẽ xuống rình cá để bắn cá nhé, cho mọi người xem bắn cá nó đây thế nào. Đâu, mời thử gương cái để anh xem cái góc nhìn trên này. Từ từ, đã bắn vẫn rồi. Đâu, bắn. Không, ngắm vào con cá. Ngắm chuẩn con cá nào, gương. Rồi, được, góc này được. Ok, bây giờ sẽ buộc lại ná cho Mao Đệ để Mao Đệ nó xuống bắn cá nhé. Sẽ cho Mao Đệ thử trước, test quả súng. Quả này là phải rình dập thật cẩn thận luôn. Mình cho Mao Đệ thử trước súng của Mao Đệ trước. Mình sẽ thử súng của mình sau. Kệ nó. Không bắn được là phải ăn cá chết đấy. Bây giờ mình sẽ quyết định dùng cây của triệu tử long này, cái thương này, cái này là cái thương nữa mọi người nhé, thương để chọc cá. Có hai loại thương, một loại thương đẹp, một loại thương tròn tròn nhọn. Cái này cá là cá mà đưa rồi. Nói chung là súng yếu quá, mình cứ nghĩ là nó bắn được cá. Bây giờ là chế ra một quả khác. Quả này là quả không phải súng nữa mà là ấy. Đây là phi tiêu, gọi là giáo thần trưởng. Thank you.
Được không? À được, động rồi. Động cây rồi. Động chườm rồi. Chườm động rồi anh em ạ. Được. Khả năng được rất là cao. Ây, đừng có chim. Được cái nít. Má nó. Sao không được nhỉ? Vẫn xịt. Thank you.
mẹ nè. Củi quá anh em ạ. Mày quá, bong mất rồi. Bong mất rồi anh em ạ. Nhưng mà vẫn được. Wow. Đó. Có protein rồi. Phát đấy bong mất rồi nha anh em nhá. Nhưng mà mình lại nhanh trí đâm phát nữa. Quá đỉnh cao. Quá đỉnh cao anh em ạ. Vẫn bị tụt này. Đấy. Dính đuôi xong mình đâm cho phát nữa. À, mình bong rồi. Thế là mình lại đâm cho phát. À, rơi xuống xong mình lại đâm phát nữa. Mày quá trúng đầu. Ôi, có protein rồi. Anh em mình lên để làm một món đặc biệt nha mọi người nhá. Bây giờ phải lọc hết thịt nó ra đã. Nói chung là YouTube nó đang cấm giết mổ khá là căng. Thế nên mình sẽ không quay cảnh giết mổ cá nữa nhá. À, sang hố bên này xem kiếm con nữa. Ngon hơn. Đơn giản mấy con cá gọi là hồ tự nhiên này bắt lúc nào sẽ được. Hôm nay sẽ làm món mới nha mọi người nha. Món này đúng chất của sinh tồn đấy. Đáng nghĩ là gì? Được rồi đấy, anh ướm thử phát anh à. Không phải ướm. Được. Đấy. Món này món đậm chất sinh tồn nha anh em nhá. Nói chung là trong này nó sạch không phải. Nhưng ăn thứ này thì ngon được. Mà nó ngon thật nhỉ. Nấu ở trong cái chén này nó thơm. Đấy, bây giờ sẽ bắt đầu. À. Ui giời, nó đất đá đầy này. Có muối mì. Mặn gì mà mặn. Thì tay nộm đấy. Tay nó sạch quá. Hơi bẩn tí anh ạ. Hơi tội. Đấy. Ok, ui rồi. À, cái cá ở đây thì nó hơi màu mè anh em ạ. Tại vì là cá mè. Cái nước nó cũng ấy lá lồm đâu đây, đây là lá lồm nhá mọi người nhá, lá lồm rừng nhá. Hả? Rửa tay đi. Okay. Xong mình nhắt đấy cho anh nhắt thịt. Làm một ống này là khá là ok đấy. Đó. Rồi, nhặt lá lôm vào. Lá lôm gì giống kiểu lá đấy? Ừ?
là thì cây nó đang sắp chết, sắp héo rồi, mẹ hái sắp héo. Trong cái kiểu là nhỉ? Cây bách đàn ấy. Rồi. Cứ nhét à. Nấu canh chua, làm nấu canh chua mọi người ạ. Ăn thế này nó mới đẳng cấp. Đấy cái tên, đưa cái tên kia đây. Đấy, bể ra, thọc. Cung chân này, cung chân bắn hổ. Cung chân bắn hổ mà để đi chọc cái này. À, chọc xuống. Hết không? Hết hết, chẳng có nghĩa là à. Tần cũng trên bắn hổ. Đây chưa? Đây chưa? Rồi, thêm ít lá nữa thôi. Còn cái này tí để tôi ăn gỏi. Không, cái này cho cá. Khí đây, ui. Sao khí? Bắn mãi mới được ý. Bắn thì tí tiết xuống ta chọc cho đời. Rồi, đốt lửa nha anh em nhá. Nhiều lá lồm lấy đằng trước và coi như bịt luôn. À từ từ, cho nước đã anh em. Nước đã. Đấy. Nước này là nước sạch mình lấy từ suối bên kia đấy. Chứ không phải nước suối bên này nhá. Ôi, sao từ từ. Nó ngấm nước xuống dưới đã. Tự ngấm. Tự ngấm tí nữa lại đổ vào. Cây sạch mà. Ui cá về. Không khí thành nước. À, từ từ đổ thêm nước đã. Ui. Cho ngấm nước xuống dưới đã. Nó thành canh được chứ không thì nước lại thành cá nướng. Còn nồi tự chế đấy. Rồi, ok. Đấy. Rồi, cúi. Bây đốt. Giờ thì công việc của em là đi chắc củi. Rồi chỉ có đốt thôi. Cúi vào. Lấy lá, đốt đi. Ok anh em nhá. À, anh em nghĩ là liệu quả này có chín được không? Khả năng mình nghĩ là chín được đấy. Nhưng mà không biết nó oi khói hay không được. Giờ lại đi nghịch tiếp xem đâm được con nào nữa. Sủi nhá mọi người nhá. Đấy, thấy chưa? Ác phết đấy. Không biết là nó vừa muối chưa nhưng mà hy vọng là nó vừa muối rồi. Chín rồi đấy nhưng mà mình sẽ nấu thêm một tí nữa cho nó chín hẳn. Hơi nhạt. Bảo thằng Mao đệ cho thêm muối không chịu. Mà hơi đầy bây giờ không biết cho muối à. Này có tác dụng không? Âu. Âu. Tầm 5 phút nữa là được. Bây giờ thì nó chín rồi đấy nhưng mà mình muốn cho nó chín chắc hơn một tí nữa. Ok anh em nhá, được rồi đấy. Chụp cái rồi. Chín rồi. Ok rồi. Còn người ta nói gì nữa? À, tấm nạp à? Người ta hơn nhau cái đầu. Cái đầu phải biết vận dụng đấy. Ừ đấy, cầm cái đầu đấy lên. À thôi, không cần. Đang lấy bát của mình nhá. Ok. Hỏi.
Thật sự là đói quá rồi. Đấy, 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 kia, đấy. Đấy, đấy, bát đây đấy, đấy. Bát. Ừ. Nói chuyện bát như thật. Bát của mình đây cho anh em nha. Đấy, mày kể đến ít đúng không? Đấy, gõ đúng không? Không, gõ nó dụng than chứ. Than thơm mà. Có cái chỉ chỉ cái kia lấy làm đôi đũa đi. Ok. Tôi nhom nhem anh em ạ. Có con cá mè mà. Em lấy trên làm đũa nhé. Ừ. Cá đâu? Được. Toàn lá là lá thôi anh em ạ. Rồi nào đưa đây. Chặt đùi phát đi. Nhạt quá. Chưa kịp cho muối thì ông đã bảo thôi mặn rồi. Mặn ăn canh ăn thì nhạt thôi. Có canh đâu. Sao nó như kiểu cháo đấy. Trông như kiểu cháo ấy mọi người ạ. Chặt phết, lèn chặt quá. Không sao nhưng mà đủ tâm này chưa đủ cho em mình gọi là sinh tồn đầy đủ protein trong một ngày mọi người ạ. Vẫn còn đầy trong. Sao em mình còn đi câu cá lóc các kiểu nữa mà. Bắt chim, bắt cò. Cháy luôn ở dưới. Đấy. Mọi người à. Úi. Ừ. Mọi người. Úi. Cái này mà có nước, hút bát canh nước cũng đẳng cấp ấy. Thịt nó chua chua ngon ấy. Anh em mình cho đầy quá mà. Anh em mình liền chặt quá. Nước nó ngấm hết vào cá rồi. Thế rồi. Ok, bỏ lắm rồi. Đấy, mỗi thằng một chiếc. Ăn thế nào thì kệ mà. Mời tất cả mọi người nhá. Trời. Cá này không biết gọi là món cá gì nữa. Canh canh lá lồm thì cũng không phải mà gọi là là cá nướng cũng không phải. Mời mọi người nhá. Ui. Ngon thế. Chua mới ngon. Chua vậy chưa. Ngon. Chua chạm vào thịt này. Ui. Ngon chưa. Ăn này. Chạm quá. Thế thì lúc nãy lấy cái ống to này á thì chứa được nhiều nước hơn, nhiều cá hơn, làm một bát canh thì đúng là hết giờ, chả có tí nước nào. Hơi khô. Khổ quá. Nó mà có đây, nước. Đây như kiểu cá hấp ấy. Nó mà có nước thì ngọt lắm anh nhỉ. À mày muốn ăn nước không? Thôi. Hả? Sợ thối. Dạ. Hả? Thế gì hả? Đổ nước vào đây, xong rồi ta cho muối vào, xong ta lại cho lên đun tiếp. À ngon ngon. Bao nhiêu. Nói chung là ăn thế nào được. Cổ công phải lọc được. Ăn thế nào được, đỡ bị cương rồi nhỉ. Ngon. Xương răm vẫn còn mà. Nuốt hết. Mày cho ta tìm muối nữa đi. Tìm muối rồi. Nhạt quá, lúc nãy nó bảo nhạt thì nghe. Rồi đớp đi. Thì tỏ là một đớp, ăn đi. Nói chung là mấy cái món nhom nhem này chỉ có giá đổi mới ngon ấy. Ở nhà làm gì buồn động đũa.
ở nhà nó sẽ ngon hơn đấy. Có một cái nước hút mất. Cái nước ngon. Bạn ơi, nước ạ. Chào mình bắt cá chưa? Rồi, chào tất cả mọi người nhá. Khả năng hôm sau anh em mình sẽ ra đây sinh tồn, làm được, làm nào làm được quả nhà giữa cái ao này, xong rồi vét bèo ra câu nhỉ. Làm một cái bề trong này, xong ta vét dần dần, xong ta đẩn ra nhỉ. Ok. Xong vét là câu ở ngoài này. Ngoài này rất là nhiều cá to nhá, nhưng mà rất là khó khai thác vì bèo nó nhiều. Chào tất cả mọi người nhé. Bye bye mọi người nha.